Huấn luyện viên Park tiết lộ điều kiện để trở lại cầm quân. Huấn luyện viên Park chia tay đội tuyển Việt Nam sau khi hết hạn hợp đồng với VFF hồi tháng 1 năm 2023. Từ đó đến nay, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn chưa nhận lời dẫn dắt một đội bóng nào. Hiện tại, huấn luyện viên Park tập trung cho việc phát triển học viện bóng đá mang tên ông ở Việt Nam. Tuy nhiên, ông vẫn bỏ ngỏ khả năng quay lại làm bóng đá chuyên nghiệp nếu có một đội bóng đáp ứng được các yêu cầu. Theo huấn luyện viên Park, điều kiện để ông trở lại cầm quân là được quyền lựa chọn một đội ngũ đồng hành thân cận, từ trợ lý, huấn luyện viên thể lực đến ekip phân tích kỹ thuật. Đội bóng nào đáp ứng được các yêu cầu mà tôi đưa ra thì tôi mới cân nhắc làm huấn luyện viên trưởng của họ. Nói vậy không phải kiêu ngạo, nhưng đẳng cấp của tôi ở khu vực Đông Nam Á đã được kiểm chứng trong nhiều năm nay, huấn luyện viên Park nói. Nhà cầm quân 66 tuổi cho biết ông nhận được nhiều đề nghị từ Malaysia và Indonesia nhưng không nhận lời. Ông cũng khẳng định sẽ không dẫn dắt một đội bóng nào tại Việt Nam và Hàn Quốc. Học viện bóng đá của huấn luyện viên Park Hang-seo đã hoạt động từ tháng 6 vừa qua với hai cơ sở ở Hà Nội, nhưng đến 30 tháng 8 mới khai trương. Học viện tập trung đào tạo các cầu thủ từ lứa U9 đến U15. Ông Park xây dựng học viện theo mô hình kim tự tháp, với đáy là dạy bóng đá số lượng lớn theo nguyện vọng và sở thích. Tầng giữa, học viện tập trung chọn lọc nhân tố xuất sắc để lập đội dự giải trẻ. Tầng cao nhất, các học viên sẽ được tạo điều kiện đi theo bóng đá chuyên nghiệp. Huấn luyện viên Park không trực tiếp huấn luyện, nhưng hỗ trợ kỹ thuật cho đội ngũ huấn luyện viên chuyên biệt của học viện. Ông đích thân tuyển chọn các huấn luyện viên vào làm việc tại học viện với điều kiện bắt buộc là phải có bằng B do Liên đoàn bóng đá châu Á AFC cấp. Huấn luyện viên Park để ngỏ khả năng trở lại cầm quân. Huấn luyện viên Park chia tay đội tuyển Việt Nam từ ngày 31 tháng 1 năm 2023. Gần 7 tháng sau, ông vẫn chưa nhận lời dẫn dắt một đội tuyển hay câu lạc bộ khác dù nhận được nhiều lời mời. Đặc biệt ở Đông Nam Á, theo nhà cầm quân Hàn Quốc, ông sẽ chỉ trở lại dẫn dắt một đội bóng nếu được quyền lựa chọn một đội ngũ đồng hành thân cận, từ trợ lý, huấn luyện viên thể lực đến ekip phân tích kỹ thuật. Và đáp ứng đủ điều kiện ấy, tôi mới cân nhắc làm huấn luyện viên trưởng, ông Park nói trước truyền thông Việt Nam và Hàn Quốc chiều 30 tháng 8. Nói thế này có phần kiêu ngạo, nhưng năng lực của tôi đã được kiểm chứng ở Đông Nam Á. Huấn luyện viên Park tiết lộ những lời mời ông nhận được từ sau khi chia tay bóng đá Việt Nam, chủ yếu đến từ Indonesia và Malaysia. Nhà cầm quân này cũng sẽ kiên quyết từ chối dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam và Hàn Quốc. Bên cạnh việc chờ một môi trường phù hợp đáp ứng đủ các điều kiện ông mong muốn, huấn luyện viên 64 tuổi cho biết còn một số yếu tố khác khiến ông chưa vội trở lại làm bóng đá chuyên nghiệp. Trước mắt ông tập trung phát triển bóng đá trẻ Việt Nam và coi đó là cách đền đáp tình cảm của người hâm mộ. Học viện bóng đá của huấn luyện viên Park đã hoạt động từ tháng 6 năm 2023 với hai cơ sở ở Hà Nội, nhưng đến hôm nay 30 tháng 8 mới khai trương. Học viện tập trung đào tạo từ lứa U9 đến U15 với quan điểm 15 là độ tuổi muộn nhất để một cầu thủ trẻ bước chân vào bóng đá chuyên nghiệp. Ông Park cũng xây dựng theo mô hình kim tự tháp, với đáy là dạy bóng đá số lượng lớn theo nguyện vọng và sở thích. Ở tầng giữa, học viện tập trung chọn lọc nhân tố xuất sắc để lập đội dự giải trẻ. Tầng cao nhất, các học viên được chọn sẽ được tạo điều kiện đi theo đá bóng chuyên nghiệp. Huấn luyện viên Park không trực tiếp huấn luyện nhưng hỗ trợ kỹ thuật cho đội ngũ huấn luyện viên chuyên biệt của học viện. Ông đích thân tuyển chọn các huấn luyện viên với tiêu chí bắt buộc phải có bằng B do Liên đoàn bóng đá châu Á AFC cấp. Đội ngũ trợ lý trợ giảng cũng được ông Park đích thân tuyển chọn và đào tạo. Huấn luyện viên Mai Đức Chung hé lộ chuyện tương lai với tuyển Việt Nam sau World Cup nữ 2023. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển nữ Hà Lan trên sân Forsyth lúc 14 giờ ngày 1 tháng 8. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tại hành trình World Cup nữ 2023. Trận đấu với đội tuyển nữ Hà Lan cũng có thể là lần cuối cùng huấn luyện viên Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam ở giải đấu danh giá bậc nhất mang tên World Cup. Chiến lược gia 73 tuổi hiểu điều đó và tâm sự. Tôi nghĩ thế này, ai cũng sẽ như trường hợp của tôi. Chúng ta không thể làm một điều gì mãi mãi, sẽ có lúc tôi phải dừng lại. Người khác cũng vậy. Tôi chỉ mong rằng người thay tôi sẽ tiếp tục nâng cao trình độ cho bóng đá nữ Việt Nam, giúp đội tuyển nữ của chúng ta tiến bộ để tham dự kỳ World Cup kế tiếp. Sau 10 tháng, tôi lại quay trở lại Dunedin. Đây là một thành phố êm đềm, thanh bình. Đội tuyển nữ Việt Nam biết rằng mình không còn cơ hội đi tiếp. Nhưng không vì thế mà chúng tôi buông xuôi. Đội đã họp rút kinh nghiệm, hứa với nhau sẽ làm hết sức mình trong trận đấu với Hà Lan. Tôi biết đối thủ cũng đang tranh chấp tỷ số với đội tuyển nữ Mỹ, với hy vọng giành ngôi nhất bảng. Chắc chắn Việt Nam sẽ gặp khó khăn trước đối thủ quyết tâm cao này. Huấn luyện viên Mai Đức Chung bật mí về tình hình nhân sự và cách chơi của đội tuyển nữ Việt Nam. Tùy vào diễn biến trên sân, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ sắp xếp nhân sự sao cho phù hợp. Ai sẵn sàng, có thể lực tốt thì chúng tôi ưu tiên. Lực lượng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có một cầu thủ lớn tuổi như Thúy Nga, Thùy Trang. Nhưng cần phải nói thế này, ở những trận đấu trình độ cao tại World Cup, các cầu thủ có tuổi sẽ gặp khó khăn nếu không đủ sức đá. Vì vậy, ban huấn luyện phải có tính toán sắp xếp sao cho phù hợp. Về cách chơi, đội tuyển nữ Việt Nam yếu hơn. Chúng tôi phải chơi phòng ngự. Nếu thi đấu theo kiểu 5 ăn 5 thua thiên về tấn công thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn.
Như ở trận đấu với Bồ Đào Nha, đội thi đấu bốc quá, mãi tấn công nên dẫn đến sơ hở ở phòng ngự. Tôi cũng đã nói với các cầu thủ rằng đội tuyển nữ Hà Lan sẽ quyết tâm ghi nhiều bàn thắng vào lưới đội tuyển nữ Việt Nam. Vậy nên, chúng ta cần phải chơi chắc chắn, chú trọng phòng ngự hơn nữa. Vị thuyền trưởng mong toàn đội sẽ thi đấu thật tốt vì người hâm mộ Việt Nam. Huấn luyện viên Mai Đức Chung úp mở chuyện chia tay đội tuyển nữ Việt Nam sau World Cup 2023. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển nữ Hà Lan trên sân Forsaibor lúc 14 giờ ngày 1 tháng 8. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tại hành trình World Cup nữ 2023. Trận đấu với đội tuyển nữ Hà Lan cũng có thể là lần cuối cùng huấn luyện viên Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam ở giải đấu danh giá bậc nhất mang tên World Cup. Chiến lược gia 73 tuổi hiểu điều đó và tâm sự. Tôi nghĩ thế này, ai cũng sẽ như trường hợp của tôi, chúng ta không thể làm một điều gì mãi mãi, sẽ có lúc tôi phải dừng lại, người khác cũng vậy. Tôi chỉ mong rằng người thay tôi sẽ tiếp tục nâng cao trình độ cho bóng đá nữ Việt Nam, giúp đội tuyển nữ của chúng ta tiến bộ để tham dự kỳ World Cup kế tiếp. Sau 10 tháng, tôi lại quay trở lại Dunedin. Đây là một thành phố êm đềm, thanh bình. Đội tuyển nữ Việt Nam biết rằng mình không còn cơ hội đi tiếp. Nhưng không vì thế mà chúng tôi buông xuôi. Đội đã họp rút kinh nghiệm, hứa với nhau sẽ làm hết sức mình trong trận đấu với Hà Lan. Tôi biết đối thủ cũng đang tranh chấp tỷ số với đội tuyển nữ Mỹ, với hy vọng giành ngôi nhất bảng. Chắc chắn Việt Nam sẽ gặp khó khăn trước đối thủ quyết tâm cao này. Huấn luyện viên Mai Đức Chung bật mí về tình hình nhân sự và cách chơi của đội tuyển nữ Việt Nam. Tùy vào diễn biến trên sân, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ sắp xếp nhân sự sao cho phù hợp. Ai sẵn sàng, có thể lực tốt thì chúng tôi ưu tiên. Lực lượng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có một cầu thủ lớn tuổi như Thúy Nga, Thùy Trang. Nhưng cần phải nói thế này, ở những trận đấu trình độ cao tại World Cup, các cầu thủ có tuổi sẽ gặp khó khăn nếu không đủ sức đá. Vì vậy, ban huấn luyện phải có tính toán sắp xếp sao cho phù hợp. Về cách chơi, đội tuyển nữ Việt Nam yếu hơn. Chúng tôi phải chơi phòng ngự. Nếu thi đấu theo kiểu năm ăn năm thua thiên về tấn công thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Như ở trận đấu với Bồ Đào Nha, đội thi đấu bốc quá, mãi tấn công nên dẫn đến sơ hở ở phòng ngự. Tôi cũng đã nói với các cầu thủ rằng đội tuyển nữ Hà Lan sẽ quyết tâm ghi nhiều bàn thắng vào lưới đội tuyển nữ Việt Nam. Vậy nên, chúng ta cần phải chơi chắc chắn, chú trọng phòng ngự hơn nữa. Vị thuyền trưởng mong toàn đội sẽ thi đấu thật tốt vì người hâm mộ Việt Nam. Thủ môn trẻ nhất đội tuyển nữ Việt Nam từng viết cam kết xin đi tập bóng đá. Tại vòng chung kết World Cup nữ 2023, huấn luyện viên Mai Đức Chung chọn ra 23 gương mặt đồng hành với đội tuyển nữ Việt Nam trong lần góp mặt ở sân chơi hấp dẫn nhất hành tinh dành cho phái nữ. Bên cạnh các chân sút kỳ cựu, nhà cầm quân gốc Hưng Yên cũng trao cơ hội cho một số cầu thủ trẻ, trong đó có thủ môn sinh năm 2003 Đào Thị Kiều Anh. Kiều Anh cũng chính là thủ môn trẻ nhất trong số 3 thủ thành được huấn luyện viên Mai Đức Chung trao niềm tin tại kỳ World Cup năm nay bên cạnh Trần Thị Kim Thanh hay Khổng Thị Hằng. Cô nàng đang gây sốt với bản cam kết xin gia đình cho đi tập bóng đá cách đây 8 năm về trước, khi ấy Kiều Anh mới chỉ 12 tuổi. Nay con có ước mơ muốn đi đá bóng ở Hà Đông, con đã hỏi ý kiến của ông bà bố mẹ và đã cho con đi học ở ngoài đó. Nếu học thử một năm nếu con học văn hóa đi xuống, thì bố mẹ sẽ chuyển con về. Con hứa ra ngoài đó con sẽ học hành chăm chỉ, không đi chơi. Ngoài giờ học thể thao con sẽ chuyên tâm học văn hóa để đạt học sinh giỏi, học sinh tiên tiến. Nếu không thực hiện được con sẽ về. Kiều Anh viết. Có thể thấy khao khát, niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng tròn đã thôi thúc thủ môn gốc Ứng Hòa Hà Nội nỗ lực thuyết phục gia đình đồng ý cho phép theo nghiệp cầu thủ. Cần nói thêm, Đào Thị Kiều Anh chính là chủ nhân của danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất tại giải U19 nữ quốc gia năm 2022. Cô cũng đang là người gác đền số 1 của đội nữ câu lạc bộ Hà Nội 1.